Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đây quý vị. Đây cũng đẹp đẹp con ha. Với một vài cây tàn nha quý vị. Đây chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị bạn bè gần xa. Hôm nay em cũng tiếp tục lô mai phôi, xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Hoành to giá sinh viên giao lưu cùng cô chú anh chị. Cô chú anh chị của mình yêu thương ủng hộ giùm em ha, có giao lưu sỉ lẻ cho cô chú anh chị của mình nha. Số điện thoại cho em là 0346929112, cũng là số Zalo của em tên là Tam. Cảm ơn cô chú anh chị những clip vừa qua đã ủng hộ em, và clip này cũng vậy nha cô chú anh chị. Rồi em vô mã số 1 ha cô chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao. Dạ chiều cao 49. Còn chào. Rồi, cái hoành luôn. Hoành hơn 27. Rồi xây xây luôn. Chi nhánh đều cô chú anh chị ơi. Quá trời cái bầu đế rất là to nha cô chú anh chị. Đường kính bầu, đường kính bầu là 55. Rồi đế luôn. Chi nhánh ngang, bộ đế bự. Mã số 1 em giao lưu giá 700 ngàn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Cây rất là khỏe hết cô chú anh chị. Về đặt trồng liền hoặc là vô bo liền ok luôn. Đó, về trồng liền hoặc là vô bo liền ok ha. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã số 2. Rồi số 2. Cây rinh là cống rống luôn á cô chú anh chị. Cô chú anh chị yêu thương ủng hộ nhiệt tình nha. Chiều cao là 66, mã số 2. Rồi cái hoành luôn. Phải bự rẻ là đây. Hoành hơn 28. Rồi, mập rẻ là đây nè cô chú anh chị. Mập rẻ hả? Mập rẻ là đây nè, cổ thụ không luôn á cô chú anh chị. Ở đấy nè, cây hoành bự luôn ha. Cây nó dặn luôn rồi cô chú anh chị. Rồi. Mã số 2 em giao lưu giá 800 ngàn, em phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ hết clip giùm em thì em sẽ để giá sỉ của chú anh chị mình luôn ha. Vì cây đi về ăn chảo. Mã số 3 ha. Dạ số 3 chiều cao 50. Rồi cái hoành luôn. Hoành hơn 23. Rồi xe xe luôn. À để nè. Nồi cục luôn. À, để đây, qua xa để luôn. Mã số 3 em giao lưu giá 700 ngàn, phí ship toàn quốc luôn. Cây này ship là ngất ngư luôn á cô chú anh chị. Em lắc lư theo cây luôn á. Rồi xuống cây. Em lên mã số 4. Rồi số 4. Số 4 là cái này rễ dừa nè cô chú anh chị. Chiều cao là 55. Hoành 21 rễ dừa nè. Cây dừa sao là nó y chang vậy nha cô chú anh chị. Đó. Cái cây dừa sao là cái cây này là đế y chang luôn. Có 450 ngàn, mã số 4 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Cây thì rất là khỏe ha, rất là sung, rất là mạnh cây luôn. Rồi, mã số có tội nghiệp hai anh trên cây là đi không nổi thôi. Chiều cao là 60. Cây thì nó rất là sung. Hoành 25. Rồi, em này mã số 5 nhưng có gì. Dạ mã số 5. 25 hoành. Đó để nè. Thấy ghê không? Đó để nè. Chà bè ghê chưa. Mã số 5 em giao lưu giá 600 ngàn cô chú anh chị. Cây chập bá luôn. Xuống cây luôn. Em lên mã số 6. Cây hoành to giá sinh viên ha. Cây này rễ rất là to luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 65. Cây sung, cây mạnh, cây khỏe luôn. Hoành hơn 23. Rồi xây xây luôn. Chi nhánh phân bố đều. Nhánh đặt ngang. Để vui vui cái đế nè. Đế gì? Rồi để mai, để mai, để mai. Cái này rễ dẹt. Rồi. Dạ mã số 6 em giao lưu giá 700 ngàn, phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Đó, nơm cao chân luôn. Dài, nhõng. Rồi. Đây, cây này đẹp đây. Khoan khoan. Rồi, mã số tiếp theo quý vị. Dạ, em lên tiếp theo cho mình mã số 7, một cây tàn lồng. Chiều rồi. Cao. Vô. Chiều cao 1m2. Rồi, cây hoành. Hoành 17. Rồi, xe xe luôn. Đó, bộ đế bàn tứ diện luôn cô chú anh chị. Vừa tàn vừa đế luôn ha cô chú anh chị ơi. Một cốt đầu voi đuôi chuột. Đó. Lô mai tàn này em cũng có số lượng nhiều luôn nha cô chú anh chị yêu thương thì em cũng để giá sỉ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ, mã số 7 cây tàn đẹp VIP ok này, em giao lưu giá 500 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8. Em lên cho mình mã số 8, cây rất là bự luôn. Chiều cao. Chiều cao là 65. Ôi hoành dữ vậy. Lên ừ. Hoành 28. Rồi, 28 hoành. Ok, đẹp bộ đế luôn. Đẹp quá. Còn đế đây. Nè. Đế đặt luôn. Quá trời cái hoành luôn cô chú anh chị, thoát thân cao luôn ha. Cây thì nó xịt tuột, nó le lũi hết trơn rồi. Thoát thân là 37. Rồi, thoát thân 37. Rồi, đi. Dạ, mã số 8 em giao lưu giá 700. Rồi, 700. Thấy ghê chưa? Dạ. Em thương ủng hộ em nha cô chú anh chị, hoành to giá sinh viên á cô chú anh chị. 9 ha. Em lên mã số 9. Chiều cao 50, cái này em làm giàu cho shipper cô chú anh chị. Hoành hơn 24,5 tính 24. Rồi. Đó, đế nè cô chú anh chị. Rồi, đế luôn.
Quá xa để ha. Dạ. Mã số 9 em giao lưu giá 700 ngàn. Phí ship toàn quốc luôn. Em lên mã số 10, cây số 10 đẹp nè cô chú anh chị. Trời ơi, em lên mã số 10 cô chú anh chị. Ôi ôi, cái cây nè cả nhà ơi, chà bá vàng vàng luôn. Bồ đề quá xa bồ đề ha. Chiều cao 45. Trời ơi, nó le lưỡi nè. Khoảng 25 rưỡi. 25 rồi à? 25 cô chú anh chị. Trời ơi, nó le lưỡi nè. Cái lưỡi nó mập lù luôn cô chú anh chị. Quá trời, cái bộ đế luôn nè cô chú anh chị ơi. Cái này cái bầu bự lắm nha. Cây này nó ăn sung sướng đầy đủ. Đường kính bầu 58 cô chú anh chị. Để quá xa để ha. Nó ăn sung sướng đầy đủ quá trời. Nó mập mạp, nó mạnh khỏe cô chú anh chị. Mã số 10 em giao lưu giá 900 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi, mã số cây đi không nổi luôn mà. Em lên mã số 11 thanh lý dọn hàng cô chú anh chị ơi. Chiều cao 55. Thanh lý dọn hàng cô chú anh chị mình ưng ý thì ủng hộ em ha. Hoành 22, cây này mấy lô này về thả vườn là ok cô chú anh chị. Mập 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 không mà nuôi thời gian biết bao lâu luôn nó mới ra như vậy. Mã số 11 chi nhánh đều bộ đế nè. Em giao lưu giá 600 ngàn mã số 11 cô chú anh chị. 600 xuống cây. Em lên mã số 12. Rồi lên luôn. Đây cây đây. Chiều cao là 68. Cái hoành là 22. Rồi xây xây luôn. Quá wow, bộ đế luôn, chia nhánh đều luôn, xịt tuột xịt mầm tùm lum hết trơn luôn, cây kéo nhựa mạnh luôn. Mã số 12 em giao lưu giá 800 ngàn. Để đây. Đó. Để đẹp luôn. Vừa bán vừa khuyến mãi giao lưu để tình đoàn kết luôn. Làm quen cô chú anh chị ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn ha. Em lên mã số 13. Rồi cao luôn. Chiều cao 45. Hoành đo trên cần cổ nữa đi ha. Hoành thân 20. Rồi đó 20. À. Để luôn. Cây nút da nó đen nó giống em á cô chú anh chị. Về xịt rửa ca, về xịt rửa chà đồ nãy nọ nó ra trắng phiếu rồi cô chú anh chị. Nó ở dơ á. Mã số 13 em giao lưu giá 500 ngàn. Rồi xuống cây. Em lên cho mình mã số 14. Rồi mã số 14. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao 52. Rồi. Hoành thân 24. Rồi xây xây luôn. Chi nhánh lực luôn. Quá trời luôn. Rồi để luôn, để nôm luôn. Để nôm củ não củ bự luôn, bụng bự luôn cô chú anh chị, này bụng bia nè. Bụng 40. Rồi. Hai tay khoanh trước, cái này đi nhậu nhiều quá bị dạo phạt nè, hai tay nó khoanh nè. Nè. Mã số 14 giờ lưu giá 600 ngàn. Rồi, xuống cây. 600. Em lên cho mình mã số 15. Rồi, 15. Đế gió lùa nè cô chú anh chị. Chiều cao 47. Hoành thân 22, chi rồi. Nhánh đều luôn. Bộ đế này nó ngộ ngộ luôn. Lùa ở bên đây. Bộ đế này nó ngộ ngộ hết cô chú anh chị. Mã số 15. Giao lưu giá 500 ngàn cô chú rồi, anh chị ơi. 500. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mã số 16. Chiều cao là 54. Cái hoành là 23. Rồi, xây xây luôn. Ôi, mấy thằng này coi vậy mà nó có vỏ cô chú anh chị. Ghê ha. Đế rồi cô chú anh chị. Mã số 16 em giao lưu giá 500. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình một con cóc. Mã số 17, chiều cao là 28. Hoành là 21. Con cóc 37, cái bụng đó nè. Cái này về chuối xuống vậy y chang con cóc ngồi luôn cô chú anh chị. Con cóc lụm tiền. Mã số 17 em giao lưu giá 700 bonsai cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mã số 18. Rồi, 18. Quá mồ hôi mồ hám gì đâu mà nó nhiễu nhão, lơm trên cây nặng nhọc quá. Chiều cao 55, hoành thân 25. Rồi. Đó, cây bộ đế rồi cô chú anh chị. Quá trời quá đất. Dạ, mã số 18 em giao lưu giá 600 ngàn. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 19. 19. Chiều cao 35. Bụng bự luôn. Hoành thân 23. Mấy cây này về trồng thả vườn là ok luôn cô chú anh chị. Giá mềm quá. Cây hoành bự luôn nữa. Mã số 19 em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 20. Rồi, 20 lên luôn. Anh nào tàu anh to và giá nhỏ. Chiều cao 45. Anh nào thích bự là đây. Hoành thân 22. Rồi. Bự mà ghẻ nè cô chú anh chị. Hoành bự mà ghẻ hả? Hoành bự mà ghẻ nè. Rồi, để đây quý vị.
À, muốn đặt kẹo ở thân này ha. Dạ, mã số 20 em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi 700, rồi xuống cây. Em lên cây xuống. 21. Mã số 21, chiều cao 35. Quành 24. Rồi 24 quành, rồi xây xây luôn. Cây xuống, mã số 21 em giao lưu giá 500. Rồi 500, rồi xuống cây. Em lên mã số 22. 22 đây, dáng siêu siêu luôn. Chiều cao 36. Quành 24. Này có hai cục ghẻ. Mã số 22 em giao lưu giá 500. Rồi 500 luôn. Rồi xuống cây. Em lên mã số 23. Rồi 23. Để quá dữ ha. Rinh cây mà thở è è. Chiều cao 40. Quành thân 24. Quá rồi. Trời bộ đế dữ. Hai lỗ tai đó là cô chứ anh chị. Mã số 23 em giao lưu giá 800, nó có mấy cái nù luôn rồi cô chú anh chị. Đây. Quá trời mấy cây này hoành bự bự, nói chung là cái lô này em cũng xả vườn rồi cô chú anh chị, cũng thanh lý dọn nhà, cho nên cô chú anh chị mình ưng ý cây nào thì ủng hộ giùm em ha. Còn nếu mà chốt hết lô thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình thật là nhiều luôn. Rồi 800 ngàn. Dạ, mã số 23 giao lưu 800 ngàn. Em lên mã số 24. Mã số 24 này con thú nằm quá chảnh chẹ nè. Quất cái đuôi qua bên. Chiều cao 42. Quanh thân 24,5 tính 24. Nè, con thú chảnh chẹ nằm quất cái đuôi bên. Ôm nhờ ôm nhắc. Mã số 24 em giao lưu giá 500 ngàn. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mã số 25. Rồi, một em mai tàn luôn. Một cây mai tàn chi nhánh ngang luôn cô chú anh chị. Cây này chiều cao là 1m7, tàn ngang là 1m2 thôi cô chú anh chị. Cái hoành 22. Rồi, 22 hoành. Chi nhánh dạng xương ngang luôn cô chú anh chị. Xương ngang hết rồi ha. Dạ. Trong quá trình coi clip thì cô chú anh chị của mình yêu thương hoặc là vừa ý cây nào thì cứ mạnh dạn alo giùm em hết cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em ở chợ gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị ơi. Rồi, thế luôn. Đây cũng đều ha. Thất thân thất chủng luôn cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như thế em. Dạ, mã số 25 em giao lưu giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Xuống cây. Dạ. Rồi, dạ, em lên cho mình mã số 26. Rồi, mã số 26, cây này chiều cao 1m2, tàn ngang 1m, thất thân lùn. Cây này chơi bonsai cũng ok luôn cô chú anh chị. Hoành 21. Rồi, 21 hoành. Lô mai này trên vườn của em thì nói chung là em đang về lô mai mới thì trên vườn em cũng còn rất là nhiều. Nếu mà cô chú anh chị của mình yêu thương thì em sẽ giao số lượng sỉ cho cô chú anh chị của mình, giá sẽ mềm hơn ha cô chú anh chị. Dạ, mã số 26 em giao lưu giá 700 ngàn. Đó, để nơm đều cô chú anh chị. 700. Cây nào cũng như cây đó vậy đó. Những cái nách nứt của nó cô chú anh chị, cây thì rất là già cây, chi nhánh rất là lực luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên cho mình một cây hoa cuối cùng của clip. Chiều cao 1m, tàn ngang 95. Sao cánh? Tất cả là giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị, từ phôi tới tàn là giảo Thủ Đức hết nha cả nhà. Hoành thân là 19. Rồi. Đó, hoa thì hoa cánh tròn, hen chuẩn giảo Thủ Đức thì bông tròn cánh chùm cho mình hết cô chú anh chị. Đó, mặt hoa nè. Hoa là hoa cánh tròn nha cô chú anh chị mình ơi, bông chùm nha. Rồi, mã số 27. Em giao lưu giá 500. Mã số 27 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này nó cũng nu nè cô chú anh chị, sần sùi hết trơn rồi nè. Nó nu nó sần sùi hết trơn rồi cô chú anh chị. 5 cánh cũng có ha, 6 năm nè. Rồi, 5 cánh 6 cánh. Rồi, cô clip trả lời không em? Dạ, mã số 27 cũng là mã số cuối clip của em. Thì clip này em mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ, giúp đỡ giùm em nhiệt tình ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.